Bây giờ chúng ta bắt đầu tập thể dục nhịp điệu bát quái nội công. Chúng ta khởi động làm nóng cơ thể trước. Hai chân dang rộng bằng hai vai. Chuẩn bị làm giãn cơ thể. Tay trái duỗi thẳng lên trên trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi tay. 2, 2, 3, 4. Chuẩn bị làm động tác giãn lồng ngực. Qua bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4. Chuẩn bị nhấc cao đùi. Nhấc đùi phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đá về phía sau. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dồn trọng lực vào chân. Chân phải đưa về phía sau. Chân sau cố gắng duỗi thẳng. 5, 6, 7, 8. Chân sau bước về phía trước nửa bước. Nâng các ngón chân trước lên. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cơ thể ngồi về phía sau. 3, 4, 5. Chuẩn bị xoay cổ tay và cổ chân. Xoay bên trái trước. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5. Chuẩn bị làm động tác khí trầm đan điền 3 lần. Lần thứ nhất. Hai đùi hơi tấn. Lần thứ hai. Khí trầm đan điền. Lần thứ ba. 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm các động tác của nhóm thứ nhất. Làm động tác đấm và đá. Chân phải đưa về phía sau, tay phải đấm. 1, 2, 3, 4. Khi đấm, hãy phát lực từ lưng. Lưng truyền lực cho cánh tay. 5, 6, chuẩn bị đổi bên. Đổi bên, đấm tay trái, đấm tay phải, đá. Phát lực từ lưng. 7, 8, dùng lực. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm động tác hậu nghệ bắn mặt trời. 5, 6, 7, 8, đưa chân phải về phía sau. 3, quay sang bên trái. 5, 6, trở về giữa. 8, làm động tác kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, trở về giữa. 8, dùng lực hai cánh tay. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, xoay, giữ cho cơ thể đứng vững. 7, 8, 5, 2, 3, quay sang bên trái. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, xoay. 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, xoay. 5, 6, 7, 8. Chúng ta chuẩn bị làm động tác đánh đầu gối. Đánh đầu gối phải trước. 1, 2, 3, 4. Cùng lúc phát lực cả chân và tay. 7, 8. Hai cánh tay dùng lực. 3, 4, 5. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm thêm 4 lần nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
chuẩn bị làm động tác đẩy núi xuống biển. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, đẩy sang bên phải. 6, 7, 8, đẩy bàn tay. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8, đẩy núi xuống biển. 3, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8, đẩy bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8, dùng tiếng hưng hạ để dẫn khí. 3, đẩy sang bên phải. 6, 7, 8, đả thông kinh lạc toàn thân. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8, giữ cho thân trên thẳng đứng khi đẩy tay ra, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8, dùng lực đan điền đẩy lòng bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8, chuẩn bị làm các động tác của nhóm thứ hai. Làm động tác đấm và đá. Chân phải đưa về phía sau, tay phải đấm. 1, 2, 3, 4. Khi đấm, hãy phát lực từ lưng. Dùng lực 2, 2, 3, 4, 5, 6. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên, tay trái đấm, tay phải đấm, đá. Phát lực từ lưng. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị làm động tác hậu nghệ bắn mặt trời. 5, 6, 7, 8. Đưa chân phải về phía sau. 3, quay sang bên trái. 5, 6, trở về giữa. 8, làm động tác kéo cung. 3, quay sang bên phải. 5, 6, trở về giữa. 8, dùng lực hai cánh tay. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, dùng lực kéo cung. 3, xoay, giữ cho cơ thể đứng vững. 7, 8, mở khí mạch và xương lồng ngực. 3, xoay. 5, 6, 7, 8, 3 lần cuối cùng. 3, quay sang bên phải. 5, 6, 7, 8, dùng lực. 3, xoay eo. 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, xoay. 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị động tác đánh đầu gối. Đánh đầu gối phải trước. 1, 2, 3, 4. Cùng lúc phát lực cả chân và tay. 7, 8. Phát lực từ đan điền. 3, 4, 5, 6. Chuẩn bị đổi bên. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm thêm 4 lần nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị làm động tác đẩy núi xuống biển. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Đẩy sang bên phải. 6, 7, 8. Đẩy bàn tay. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8. Đẩy núi xuống biển. 3, đẩy sang bên trái. 6, 7, 8. Đẩy bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8. Dùng tiếng hưng hạ để dẫn khí. 3, đẩy sang bên phải. 6, 7, 8. Đả thông kinh lạc toàn thân. 3, chân phải bước về phía trước. 6, 7, 8. Giữ cho thân trên thẳng đứng khi đẩy tay ra. Đẩy sang bên trái. 6, 7, 8. Dùng lực đan điền đẩy lòng bàn tay. 3, chân trái bước về phía trước. 6, 7, 8. Các bạn làm rất tốt. Chuẩn bị làm động tác thả lòng.
Hít thở sâu 3 lần. Hít vào. Thở ra. Làm lại một lần nữa. Hít vào. Thở ra. Lần thứ 3. Thở ra. Chuẩn bị tung hai tay về phía sau. Tung tay phải trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tung tay về phía trước. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duỗi kéo thẳng cánh tay phải. Kéo vai. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 3, 4, 5, 6. Đặt tay phải lên vai trái và nhìn về phía sau. Buông lỏng eo và lưng. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. Cố gắng nhìn về phía sau càng nhiều càng tốt. 5, 6, 7. Dồn trọng lực vào chân. Chân phải đưa về phía sau. Chân sau cố gắng duỗi thẳng. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 3, 4. Chuẩn bị vẩy tay và vẩy chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hít thở sâu 3 lần. Hít vào. Thở ra. Làm lại một lần nữa. Hít vào. Thở ra. Lần cuối cùng, hít vào. Thở ra. Bài tập thể dục nhịp điệu bát quái nội công của hôm nay đến đây là viên mãn. Chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Mời quý vị từ từ đứng dậy, chắp hai tay trước ngực. Việc một năm bắt đầu từ mùa xuân. Việc một ngày khởi đầu từ giờ Dần. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh Kim Bồ Đề đều đặn vào mỗi buổi sáng, nó sẽ khiến một ngày của chúng ta luôn tràn đầy năng lượng, tràn đầy tự tin, tràn ngập các ý tưởng sáng tạo, tràn đầy sức sống và trở thành một người vô cùng hấp dẫn. Tất cả mọi việc trong cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Hãy đọc to lên nhé. Tôi từ bi nhất. Tôi tự tin nhất. Tôi khoan dung nhất. Tôi dũng cảm nhất. Tôi nói có chữ tín nhất. Tôi tuân thủ thời gian nhất. Tôi làm được tất cả. Tôi có trí tuệ nhất. Tôi bác học nhất. Tôi thích đọc sách nhất. Tôi thích quan sát nhất. Tôi thích lắng nghe nhất. Tôi thích tư duy nhất. Tôi nghĩ xong là sẽ làm. Tôi là tinh phẩm do trời đất tạo ra. Tôi là người hấp dẫn nhất. Tôi có thiên bẩm nhất. Giọng hát của tôi hay nhất. Tôi thích được thử thách. Tôi dũng cảm gánh vác. Tôi sẽ thành tựu sứ mệnh của Thiên Phú. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất. Trên trời dưới đất, chỉ ta tôn nhất.
Được rồi, bây giờ quý vị hãy xoa xoa tay, xoa xoa mặt. Hãy từ từ ngồi xuống. Mời quý vị điều chỉnh lại trạng thái thân tâm của mình sao cho thật tốt. Hãy giữ cho thân tâm trong trạng thái an định, thoải mái và thanh tịnh. Bây giờ hãy chăm chú lắng nghe nhé. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau niệm Phật bằng tấm lòng chân thành và cung kính nhất. Khi niệm Phật thì hãy buông lòng thân, tâm, linh và cần phải tràn đầy lòng từ bi. Bây giờ quý vị hãy quan sát xem là mình đã buông lòng chưa? Đã từ bi chưa? Hãy để cho từng tế bào trong cơ thể quý vị đều tràn đầy lòng từ bi. Hãy quán chiếu xem là mọi tế bào của mình đều đã từ bi chưa? Có thể chúng ta không hình dung được tế bào của mình là như thế nào. Hãy tưởng tượng tế bào là những giọt nước hoặc là những bông tuyết. Quán tưởng mỗi một tế bào của chúng ta đều là những bông tuyết rơi từ trên trời xuống. Khi đã từ bi rồi, tế bào của chúng ta sẽ phát ra những màu sắc đẹp đẽ. Khi quán tưởng và quán chiếu theo hướng dẫn của tôi, quý vị chỉ cần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không cần phải nhắm chặt quá. Quý vị chỉ cần quán tưởng theo những gì tôi nói. Hãy quán tưởng như sau, tôi rất là từ bi, thân tâm tôi đều rất từ bi. Xương của tôi cũng đều rất từ bi. Tóc của tôi đều rất là từ bi. Mỗi một tế bào của tôi đều phát ra những tia sáng tràn đầy màu sắc của từ bi. Với lòng từ bi, tự nhiên sẽ giúp tôi trở nên biết ơn. Tôi biết ơn thế giới này cho tôi lớn lên. Tôi biết ơn công lao sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ cho tôi khôn lớn thành người. Tôi biết ơn bạn bè đã giới thiệu cho tôi được đến thiền đường của Bồ Đề Thiền Tu. Những người và những sự việc mà tôi vừa mới nêu trên đều sẽ hạnh phúc, cắt tường.
Cảm ơn bữa sáng đã nuôi sống tôi. Cảm ơn quần áo đã giúp tôi giữ ấm cơ thể. Cảm ơn thiền đường đã mang lại ấm áp, đã mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho tôi. Cảm ơn sự cổ vũ, khích lệ và giúp đỡ của bạn bè đã dành cho tôi. Cảm ơn những lần trách phạt của cha mẹ. Đó là những trải nghiệm tốt nhất giúp cho tôi trưởng thành hơn. Cảm ơn Đức Phật đã thắp sáng trái tim tôi, giúp tôi tìm lại lòng từ bi vốn có của mình. Tôi sẽ tụng niệm thánh hiệu Phật bằng sự từ bi và tấm lòng chân thành nhất. Để tôi có thể từ bi bác ái giống như Đức Phật. Tôi đã mở rộng lòng mình để cho tất cả mọi khổ đau và phiền não đều giống như những đám mây đen bị gió thổi tan biến đi hết. Tôi là bầu trời trong xanh yên ả vì tôi không có phiền não, không có bệnh tật và không có cuộc sống đau khổ. Tất cả mọi bệnh tật, mọi phiền não và mọi đau khổ đều tan biến ngay lập tức. Với lòng thành kính nhất của mình, tôi hòa làm một với Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
本师释迦牟尼佛，南无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 本师释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，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 南无
恩师释迦牟尼佛，南无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 恩师释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，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 南无
恩师释迦牟尼佛，南无恩师释迦牟尼佛，南无本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 师释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，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 南无
恩师释迦牟尼佛，南无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 恩师释迦牟尼佛。释迦牟尼佛，南无恩师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 释迦
释迦牟尼佛，南无本师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 释迦牟尼佛，南无
迦牟尼佛，南无本师释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 迦牟尼佛，南无
是释迦牟尼佛，南无恩师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 释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，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 南无本师释迦牟尼佛。
尼佛，南无本师释迦牟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 尼佛，tụng niệm như thế này sẽ giúp cho thân tâm của chúng ta lập tức quang minh thông thấu như thể đã trong suốt. Đây chính là một thân tâm cực kỳ trong suốt mà Đức Phật Dược Sư đã từng nói. Chúng ta có thể gọi là giả không? Nếu là giả không thì còn tồn tại điều gì? Đó chính là chân không, là cái không thật sự, bởi vì sự từ bi của không cảnh được sinh ra bởi lòng đại từ đại bi. Ở trạng thái này, chúng ta sẽ thoát khỏi tai họa, bệnh tật và các tai nạn. Từ đó sẽ được sống lâu, cát tường, như ý và phú quý. Nhận được à? Tiếp theo tôi sẽ gia trì năng lượng cho sức khỏe của quý vị.
Pháp gia trì của ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị khỏe mạnh và hạnh phúc. Bởi vì tôi đã học được sự từ bi của Đức Phật. Đúng vậy, mọi người đều sẽ nhận được lợi ích. Việc gia trì này không có gì tiêu cực mà chỉ mang lại lợi ích. Quả táo mà tôi đang cầm trên tay chỉ là một quả táo bình thường. Lát nữa tôi sẽ dùng quả táo này để giúp quý vị giải quyết các vấn đề về sức khỏe, chẳng hạn như vấn đề của cái đầu. Đầu của chúng ta có những vấn đề nào? Các vấn đề phổ biến nhất vẫn là đau nhức đầu, đau tai, nghẹt mũi và thậm chí là đau cổ. Ngoài ra còn có loét miệng và các bệnh về mắt, thậm chí là các bệnh về não hoặc là những vấn đề về hệ thần kinh, kể cả chứng mất ngủ và tật nói dối. Nói dối cũng là một bệnh lý do các vấn đề của não bộ khiến cho nhiều người có tật nói dối. Tôi sẽ gia trì cho quý vị, đặc biệt là đối với những người hiện nay đang bị đau đầu. Một lát sau là quý vị sẽ hết đau. Tôi chỉ cần thổi một cái, hoặc là đếm ngược một vài con số là chứng đau đầu đó sẽ lập tức biến mất. Nó rất là đặc biệt. Có thể quý vị sẽ thắc mắc rằng, làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy? Đây gọi là pháp lực. Tôi sẽ mượn dùng quả táo này để giúp quý vị xoa dịu các vấn đề của phần đầu. Quý vị đừng lo sợ. Nếu một lát sau mà quý vị hết đau thì hãy để lại lời bình luận cho chúng tôi. Nó rất nhanh. Tôi đã giúp cho vô số người rồi. Quý vị thấy đấy, đây chỉ là một chiếc đũa, và đơn giản là tôi chỉ chọc nó xuyên qua quả táo này. Hãy yên tâm vì tôi không chọc vào đầu của quý vị đâu. Khi quý vị nhìn thấy tôi khoét quả táo này ra thì các vấn đề của quý vị cũng sẽ biến mất theo.
Được rồi, quý vị hãy làm theo tôi nhé. Chỉ đơn giản là ho giống như tôi. Tiếp tục ho. Chúng ta tiến hành theo từng bước một. Vừa rồi là gia trì cho phần đầu, còn bây giờ tôi sẽ gia trì cho toàn thân. Đây là một củ khoai tây. Người miền Bắc Trung Quốc gọi là thổ đậu. Bước gia trì này sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề trên cơ thể của quý vị. Chẳng hạn như bị tắc nghẽn, bị đau mỏi lưng. Hầu hết mọi người lớn đều gặp các vấn đề như đau mỏi lưng, đau chân, đau vai và đau các ngón chân. Có quá nhiều sự đau đớn. Xin nhắc quý vị rằng đau ngón chân rất có thể là bệnh gút. Bệnh này mà nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Đối với các trường hợp ít nghiêm trọng hơn thì tất cả các khớp của toàn thân sẽ dần dần bị teo nhỏ lại và bị biến dạng. Vì vậy cần được điều trị sớm. Nhưng bệnh này thì lại không có loại thuốc đặc hiệu nào. Tôi xin nhắc thêm là nếu mà bị bệnh này, quý vị cần phải lưu ý đến chế độ ăn uống của mình, cần phải kiêng một số thức ăn và phải bỏ rượu. Bất luận là loại rượu nào cũng không được uống. Thứ nhất là hãy bỏ rượu. Thứ hai là phải tránh xa các loại hải sản. Thứ ba là không ăn thịt bò, thịt dê, thịt cừu. Về cơ bản thì những người ăn chay thường không bị bệnh gút. Quý vị cứ thử mà xem. Thêm vào đó, hãy thực hành đại lễ bái và đi bộ bát quái là sẽ ổn thôi. Vào dịp Tết vừa rồi, tôi đã tiếp đón một vị đồng tu là cụ bà 82 tuổi. Lúc mới đến đây, bà ấy không đi lại được. Tình hình kinh tế của gia đình bà ấy rất tốt. Bà ấy đã uống rất nhiều loại thuốc và nó cũng để lại cho bà ấy rất nhiều tác dụng phụ. Bà ấy đi lại rất loạng choạng, không vững chút nào. Vì vậy đã gây ra chứng đau lưng và đôi chân yếu ớt. Cuối cùng, bà ấy không cả muốn bước đi. Tôi đã thuyết phục bà ấy đi bộ bát quái. Mỗi ngày chỉ cần đi bộ một tiếng là được. Lúc mới bắt đầu, trong một tiếng đồng hồ đó, bà ấy phải nghỉ đến 4 lần. Bây giờ thì có thể đi bộ nhanh hơn cả con trai của bà ấy. Ngoài ra, lưng của bà ấy đã hết đau rồi. Nguồn năng lượng luôn dồi dào và đôi mắt cũng tràn đầy sinh lực. Một lát sau là các vấn đề đau mỏi lưng và một số loại bệnh về cơ quan nội tạng của quý vị sẽ biến mất. Đặc biệt là những người bị đau nhức sẽ sớm cảm nhận được hiệu quả của việc gia trì này. Rất nhiều người bị đau mỏi lưng, nhưng một lát sau là sẽ hết đau. Đây chỉ là một cái dùi bằng kim loại. Nó đã xuyên qua thắt lưng của quý vị. Cơn đau lưng của quý vị sẽ biến mất. Đối với các vấn đề về mắt và các vấn đề về não bộ thì chỉ cần chọc cái dùi này vào là chúng đều sẽ tan biến hết. Mọi vấn đề đều tan biến đi, tan biến đi, tan biến đi. Bây giờ tôi sẽ chọc sang bên phải một cái. Tan biến đi, tan biến đi, tan biến đi. Tôi sẽ chọc vào phần trán. Tan biến đi, tan biến đi. Tôi lại chọc một cái nữa lên đỉnh đầu. Tan biến đi, tan biến đi. Cái dùi này sẽ xuyên từ đỉnh đầu, đi qua cột sống, rồi xuống tận xương cụt của quý vị.
Hai hôm trước có một bạn trên cộng đồng mạng viết thư cho tôi bảo là anh ấy đã mơ thấy tôi chữa bệnh cho anh ấy. Thấy tôi vẫy vẫy tay hướng về mình và anh ấy biết là tôi đang chữa bệnh cho anh ấy. Cổ của anh ấy đã bị cứng đơ không thể cử động suốt hơn một tháng rồi. Anh ấy đã tìm đến rất nhiều bác sĩ nhưng đều vô ích. Vì đang sống ở châu Á nên anh ấy không thể gặp trực tiếp tôi. Anh ấy đã rất vui mừng trong giấc mơ. Và sau khi tỉnh dậy thì cái cổ không còn đau nữa. Thật kỳ lạ, đúng không? Hy vọng rằng các bạn trên cộng đồng mạng cũng sẽ có nhiều giấc mơ như thế này. Nó sẽ giúp ích cho các bạn. Bác sĩ nói phương pháp điều trị tốt nhất đối với căn bệnh của anh ấy là phải phẫu thuật. Tôi không biết là phần xương nào của anh ấy có vấn đề. Hình như là nó rất nguy hiểm, nhưng bây giờ thì anh ấy đã hết đau rồi. Không cần phải phẫu thuật nữa. Nếu mà phẫu thuật, không biết là hậu quả sẽ ra sao. Khi tôi đang khoét củ khoai tây này thì các vấn đề về phụ khoa, bao gồm cả tuyến vú và u xơ tử cung của quý vị, tất cả đều sẽ bị tôi khoét ra khỏi củ khoai tây này. Ở Trung Quốc có loại pháp lực nào giống như thế này không? Có ạ. Ở thời nhà Hán có Trương Thiên Sư đã chữa khỏi bệnh không dùng thuốc. Ông ấy cũng có pháp thuật siêu nhiên. Tôi hy vọng là tất cả các loại bệnh đều sẽ biến mất. Ngay cả khi quý vị đang xem video này. Đối với tất cả những ai đang xem, mọi năng lượng tiêu cực và mọi bệnh tật của quý vị đều sẽ tan biến theo mây khói. Chúng sẽ biến thành khói và không còn là bệnh của quý vị nữa. Hãy tiếp tục đốt cho nó cháy. Ồ.
Pháp lực của ngày hôm nay khá là mạnh. Đối với những người đang xem, hoặc là sau này mới xem thì hiệu quả của pháp lực đều giống nhau. Nếu cần thiết, quý vị có thể xem đi xem lại nhiều lần. Những người mà hôm nay đang bị đau đớn, chẳng hạn như là đau mỏi lưng, đau chân, vân vân. Các triệu chứng của nhiều người đã giảm bớt hoặc là đã lành khỏi. Được rồi, bây giờ thì hãy làm cùng tôi một việc nữa, đó là ho. Ho lại một lần nữa. Được rồi, tôi xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Thọ Tỳ Nam Sơn, cát tường như ý. Chúc các bạn nhỏ luôn mạnh khỏe, trí tuệ và vui tươi. Xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thu công nhé. Hãy giữ nguyên tư thế ngồi thiền. Cơ thể từ từ cúi đầu xuống sát đất về phía trước. Hai tay duỗi ra tự nhiên về phía trước. Vầng trán cố gắng áp sát xuống mặt đất. Hãy giữ nguyên động tác này và làm theo khả năng của mình. Hãy cố gắng làm sẽ giảm bớt đau nhức và áp lực của phần đùi. Cơ thể chuyển qua bên trái. Hai tay duỗi thẳng về phía trước. Phần ngực cố gắng áp sát đùi trái. Sau đó từ từ chuyển qua bên phải. Hai tay duỗi thẳng về phía trước. Phần ngực cố gắng áp sát đùi phải.
sau đó chuyển về chính giữa. Giữ nguyên ở đó một lát. Từ từ ngồi thẳng lên. Hai tay đặt trên hai đầu gối, chuyển động phần eo. Xoay vòng về bên trái trước. Xoay chậm chậm làm giãn xương cốt và cơ bắp của vùng eo. Sau đó xoay ngược chiều lại. Phần eo trở nên linh hoạt và thông suốt hơn. Hai chân duỗi ra tự nhiên. Vỗ đập một chút. Cố gắng không va chạm vào những người xung quanh. Sau khi vỗ đập xong, điều chỉnh lại tư thế ngồi của chúng ta. Xoa xoa tay. Xoa ấm, xoa nóng tay lên. Xoa xoa mặt. Hai tay đưa từ cằm lên tới vầng trán, rồi tới má. Lướt lòng bàn tay không chạm vào cơ thể. Quán tưởng thấy đóa hoa tươi đẹp. Một hồ nước trong lành yên ả. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Tách 10 ngón tay ra để chải đầu. Đầu ngón tay dùng lực sao cho vừa phải. Các ngón tay chải từ chân tóc phía trán đến chân tóc phía gáy. Quán tưởng đại não và tư duy của chúng ta. Trở về trạng thái minh mẫn, trí tuệ, có trật tự rõ ràng. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Khum hai bàn tay lại, úp lên hai mắt. Năng lượng trên tay sẽ nhuần dưỡng cho mắt chúng ta. Mắt sáng như hồ nước mùa thu trong suốt, sáng ngời. Thị lực càng ngày càng tốt. Dùng đầu ngón tay trỏ và đầu ngón tay giữa. Nhẹ nhàng đẩy từ đầu mắt ra tới đuôi mắt dọc theo mí mắt trên. Đẩy hết những gì không tốt ra khỏi mắt. Đôi mắt trở nên sáng trong. Sau đó cong hai ngón tay trỏ lại. Dùng cạnh ngón tay trỏ nhẹ nhẹ ấn hốc mắt. Xoa dịu sự mệt mỏi của vùng mắt. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Dùng hai đầu ngón tay trỏ ấn vào hai bên sống mũi. Dùng lực vừa phải ấn từ trên xuống dưới. Sau đó dùng hai đầu ngón tay trỏ miết dọc hai bên sống mũi. Giúp chúng ta hít thở thông suốt hơn.
dùng sức há to miệng 3 lần. Tiếp tục xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa nắn từng vị trí của hai tai. Nơi nào có cảm giác đau thì xoa nắn nhiều hơn. Sau đó lấy đầu ngón tay kéo tai ra hướng ngoài. Sau đó kéo xuống dưới. Xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Trước tiên, dùng tay trái xoa gáy. Dùng lực vừa phải xoa đi xoa lại. Xoa ấm, xoa nóng lên, xoa đến khi có cảm giác hơi toát mồ hôi. Rồi lại xoa ấm tay, xoa nóng tay lên. Đổi tay phải rồi tiếp tục xoa gáy. Xoa ấm, xoa nóng lên. Đầu hơi cúi xuống. Dùng ngón tay đẩy từ dưới lên trên theo từng đốt xương cột sống cổ. Xoa xoa tay, vỗ đập toàn thân từ trên xuống dưới, vỗ đập phần đầu trước, thả lỏng khớp của hai cổ tay. Trong trạng thái thanh tịnh, hãy dùng lực vỗ đập sao cho vừa phải. Quán tưởng cơ thể giống như chiếc chăn cũ phơi dưới ánh nắng. Hai tay vỗ đập đến đâu bụi bặm bay tứ tung rồi tiêu tán vào không trung. Vỗ đập vai trái. Sau đó vỗ đập vai phải. Tiếp đó vỗ đập trước ngực. Sau đó vỗ đập dưới nách trái, dưới sườn trái. Đổi qua bên phải. Vỗ đập dưới nách phải, dưới sườn phải. Tiếp đó vỗ đập phần bụng. Hai tay thả lỏng vỗ đập. Từ từ đứng dậy.
vỗ đập từ trên xuống dưới mặt trước của đùi, đầu gối, cẳng chân, mắt cá chân, mu bàn chân. Vỗ đập mạnh thêm một chút. Người cao tuổi tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe của mình, chọn phương thức vỗ đập sao cho phù hợp. Vỗ đập nhẹ vào eo phía sau. Vỗ đập xuống vùng mông. Tiếp đó vỗ đập xuống đùi sau, phía sau đầu gối, bụng chân, mắt cá chân, gót chân. Duy trì quán tưởng. Hai tay vỗ đập đến đâu, bụi bặm bay tứ tung tới đó. Tiếp tục vỗ đập mặt trong và mặt ngoài của hai đùi chân. Vỗ đập chân trái trước. Thả lỏng hai khớp cổ tay. Hơi dùng lực một chút vỗ đập từ trên xuống dưới. Sau đó vỗ đập chân phải. Tiếp tục vỗ đập hai cánh tay. Vỗ đập cánh tay trái trước. Vỗ đập vào các bề mặt của tay. Tiếp tục quán tưởng. Tay vỗ đập đến đâu, bụi bặm bay tứ tung tới đó. Sau đó vỗ đập cánh tay phải. Sau khi vỗ đập xong toàn thân, xoa xoa tay, rồi nhẹ nhẹ xoa vuốt toàn thân. Lướt lòng bàn tay không chạm vào cơ thể, quán tưởng những bụi bặm mà chúng ta vừa vỗ đập ra. Nhẹ nhàng rũ bỏ đi, rũ bỏ phiền não. Chúng ta trở nên khỏe mạnh, vui sướng. Đồng thời thầm niệm thu, thu, thu. Nhảy quay tròn lên cao tại chỗ. Năng lượng phân bố đều trong cơ thể, khỏe mạnh, thông suốt, tràn đầy sức sống. Buổi tu học của ngày hôm nay đã cắt tường viên mãn. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.